khá là VIP nhé. Thấy chưa, nhìn người đông quá này. Ấy, ui rồi ôi, khách la liệt nhá, đông khách nhìn nhìn luôn này. Đấy, đông chưa, đông chưa, xe cộ này. Nhìn cái lượng xe dựng ở đây là biết là đông hay là không rồi. Đấy, toàn là đi ô tô rồi, đi mẹc nha anh em nhá, đông lắm, quá là đông luôn này nhỉ. Rồi nhìn này, còn nhiều lắm nhá, kìa kìa. Đây, còn mãi tận bên này, sau cái ven hồ bên này. Rồi nhìn này, đấy, bóng điện sáng này, đấy, quá là VIP luôn này anh em ạ, VIP nhất. VIP nhất là cái phố đi bộ của đô thị này, Hòa Lạc nhá anh em. Đây, còn đây là một quán nước ép trái cây nhá. Đấy, đây được mệnh danh là Đà Nẵng thứ hai này. Đấy, nước ép trái cây, tình chiếc xe rất là ok, ok gần rê nhá. Một tối ở đây thì cư dân bán được cả khoảng độ 5 triệu một đêm. Đấy, ăn bán coi như là không kịp luôn nhá. Rồi, đây được mình Đà Nẵng thứ hai nhá. Đấy, úi dồi ôi, toàn trai xinh cái đẹp rồi. Đấy, xin chưa, đây gọi là quán quán bóng đêm. Đấy, không có một cái bóng điện luôn, phẩm mất lắm anh em ạ. Có thể nói là một trong những khu có thể là VIP nhất của vùng này luôn. Đấy, nhìn thấy chưa, đây quán là góc chiều. Đấy, úi dồi ôi, chủ quán thì xinh nhất thế giới. Đẹp chưa anh em? Rồi, toàn xe sang nhá, toàn xe sang cập bến tại đây nhá. Ấy, thấy chưa? Có khác gì Đồ Sơn, Sầm Sơn hay là Đà Nẵng đâu. Đấy, anh em này này. Đấy, đấy, vui chưa? Gần như khu du lịch Đồ Sơn, Đà Nẵng. Đây là phố đi bộ của đô thị Đại học Hòa Lạc nhá. Đấy, đây gọi là phố đi bộ nhá. Rất là đông vui, nhộn nhịp. Đấy, một hai năm tới thì bất động sản đây nó sẽ tăng ầm ầm luôn nhá. Nếu anh em nào mà đang có dự định đầu tư thì đầu tư nhanh nhá, cơ hội có 1 không 2 đấy.